Trong bộ phim tài liệu đang xếp top trending trên Netflix toàn cầu, cựu cầu thủ David Beckham đã tiết lộ điều giúp anh hồi sinh sau chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã ở World Cup 1998. Năm 23 tuổi, David Beckham đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong sự nghiệp sân cỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu vòng 1/8 của World Cup 1998 giữa tuyển Anh và Argentina. David Beckham bị Diego Simeone chơi tiểu xảo, anh cũng đáp trả bằng cú gạt trúng phần bắp đùi của Simeone. Beckham đã phải nhận thẻ đỏ, tuyển Anh chơi thiếu người và để thua Argentina ở loạt sút luân lưu. Beckham trở thành tội đồ bị người hâm mộ bóng đá trên khắp nước Anh chỉ trích. Những ngày sau đó anh liên tục phải đối diện với sự mỉa mai và tiếng la ó mỗi lần ra sân. 5 tháng liền, Beckham không thể ghi bàn cho Manchester United dù ở câu lạc bộ, anh được Sir Alex và các đồng đội ở MU bảo vệ hết mình. Thậm chí, người hâm mộ quá khích còn đe dọa bắt cóc con trai đầu lòng của Beckham và Victoria là Brooklyn. Tôi hoang tưởng có người sẽ cướp thằng bé. Khi đó đáng lẽ phải hạnh phúc và có hạnh phúc tất nhiên, nhưng tôi lo lắng. Tôi không muốn thằng bé đến với thế giới này vào thời điểm mà tôi đang trải qua những gì tôi đã trải qua. Người ta trả tiền cho những bức ảnh của con chúng tôi. Chúng tôi không muốn nó bị chụp cho đến khi nó đủ tuổi quyết định. Thằng bé là chuyện riêng tư của chúng tôi. Và chúng tôi muốn giữ như vậy. Nhưng khi có đe dọa bắt cóc, đó là lúc nó trở nên thật đáng sợ. David Beckham hồi tưởng về quãng thời gian khi con trai đầu lòng ra đời. Beckham có thể chịu đựng những ánh nhìn dè bỉu, những mặt sát của cổ động viên hướng về bản thân anh. Nhưng khi những kẻ tiêu cực đã động đến gia đình, vợ và các con của Beckham, anh đã phản ứng lại. Victoria nghẹn ngào kể lại ký ức đau đớn ấy khi đến sân cổ vũ chồng. Tôi đến trận đấu với Brooklyn, và sự tra tấn đó thật khó để diễn tả. 75.000 người đã hát bài đó, thật đáng xấu hổ, thật đau lòng. Chúng tôi không biết làm gì, cảm giác như đang chết đuối. Bài hát mà mấy chục nghìn người đã hát về Victoria mang đầy từ ngữ tục tĩu. Hành động quá khích ấy của người hâm mộ khiến David Beckham bùng nổ. Họ bắt đầu hát bài hát về Victoria. Thật kinh khủng khi nhìn lên Victoria trên khán đài. Thật ra, đó là điều duy nhất thúc đẩy tôi. Khi người hâm mộ nghĩ có thể chọc tức tôi bằng mấy bài hát về gia đình tôi đã ghi bàn. David Beckham đã sút tung lưới đối thủ, giải cơn hạn hán bàn thắng sau gần 5 tháng ngục lặn giữa nước bọt của hàng trăm nghìn người hâm mộ túc cầu. Sau đó là những bàn thắng ngoạn mục liên tiếp ở các trận đấu tiếp theo. David Beckham dần trở lại với những tiêu đề đẹp đẽ trên truyền thông. Beckham cứu United xuất sắc, khoảnh khắc phép màu, cậu bé lấy lại sự hoàn hảo, sự hồi sinh của David Beckham. Ông Ted Beckham, bố của David Beckham khẳng định, biến cố năm 23 tuổi đã biến David từ một chàng trai trở thành một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh hơn.